chơi với người ấy hả? Anh làm gì có người ấy mà đi. Chưa có hả? Chưa. Vậy anh ăn mừng Giáng sinh với tụi em nha. Ừ. Đây. Cả nhà đến. Ơi, ủa, em cho. Có quà nè. Ủa gì vậy? Trời sao bự quá vậy em? Trời ơi, năm nay người yêu của người ta tặng món quà hơi bị nặng, hơi bự đó nha. Quà anh Philip tặng. Ôi, đã quá vậy? Ê, mở ra cho mọi người coi đi. Cái gì vậy? Em mở luôn nha. Ừ. Ủa, cái gì vậy? Có tặng lộn người không? Rau củ anh Philip gửi bên Pháp về tặng cho em đó. Rau củ bên Pháp hả? Trời, nhà mình đâu có nuôi thỏ đâu mà tặng cho bên Pháp anh Nhân ơi. Quan trọng là tấm lòng thôi chứ. Chị cứ làm quá lên. Anh Nhân ơi, anh giúp em nấu món nào mà từ đống rau củ này nha anh. Đi đi đi, mình đi xuống bếp anh. Nhi. Hử? Mà có thấy gì không? Không được vui cho lắm. Lúc này anh Nhân với tôi đang rất là vui vẻ. Vui hả? Ừ. Tôi biết lúc sau cái mặt anh Nhân rất là buồn. Tại sao thấy quà Philip tặng cho Ngọc lại buồn như vậy? Chắc chắn rồi. Hử? Anh Nhân thích Ngọc gì nữa? Ý bà nói là gì? Anh Nhân ghen à? Đúng vậy. Ghen mà. Dân cá chấm thớt đống rau của Philip tặng đó. Để tôi. À, Ngọc đâu rồi anh Nhân? Ngọc đi gọi điện Philip rồi. Nhìn cái mặt của anh thảm quá, tội nghiệp của mình. Bớt hung dữ lại đi. Nhìn cái tội nghiệp chứ. Anh Nhân, anh có bao giờ coi phim Titanic chưa? Anh biết không, quen nhau trong lén lút á anh. Cuộc tình như vậy là mệt mỏi dữ lắm. Thì đúng rồi, cuộc tình họ đẹp, đáng phải hy sinh vậy thôi. Anh ơi, người ta nói là tình tay ba, lắm phong ba, không bao giờ tìm được lối ra. Bỏ nha anh. Bỏ cái gì? Tại sao anh phải bỏ? Tình tay ba là sao? Phải nói là tẹt á hả? Thì ai chả biết anh thích Ngọc đúng không? Ừ. Tôi linh tính không bao giờ sai hết. Nhưng mà anh vẫn thích Nhi mà. Thanh cũng vậy nữa. Anh coi ba đứa em như em gái trong nhà mà. Chuyện này bình thường. Em gái trong nhà? Người thân? Trời ơi, em không tin, không tin. Người thân cái gì mà anh ngồi đó anh hả chút giận như đống rau củ Philip tặng Ngọc. Anh ghen đúng không? Làm cái gì có chuyện đó. Anh nể Ngọc lắm á, anh mới dùng mấy cái đống rau củ này nè, em nhìn nè. Chắc có vấn đề hơi héo. Không phải hơi héo mà rất là héo. Anh chắc là bạn của Ngọc bị lừa rồi. Đây không phải là rau củ mà xuất xứ từ Pháp. Đúng rồi. Rau củ này để lạnh lâu lắm rồi nè. Và cái thứ hai là kém chất lượng. Thật ra cái này á, anh bỏ vô đây nè. Mới đúng. Vậy là phải bỏ thùng rác không xài được mấy đống này hả? Đúng rồi. Thôi bỏ luôn đi chứ tốn sức khỏe của mình lắm rồi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ, bỏ, bỏ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì em? Sao chị lại vứt rau củ của em vậy? Không phải, anh Nhân nói cái này là kém chất lượng, không có dùng để nấu ăn được đâu. Em biết á, là mặc dù nó hơi héo chút xíu nhưng mà khi mà mình gọt vỏ hoặc mình cắt thì mình cắt sâu chút xíu có gì đâu mà. Em à, mặc dù ăn được nhưng mà nó đâu có còn ngon nữa đâu. Không tin. Bây giờ á, anh sẽ lấy mớ rau củ của anh nè. Rồi, em lấy mớ rau củ này, anh em mình nấu. Coi coi ai nấu ngon hơn, được không? Nấu thì nấu. Ôi, vậy là hết chuyện tình tay ba rồi. Thôi em buồn ngủ quá, em đi ngủ thôi. Mọi người nấu nướng vui vẻ nha, xong gọi em xuống ăn. Bye bye. Nhưng mà anh Nhân tính nấu món gì vậy? Bữa nay ngày Giáng sinh thật ra là một ngày cũng rất là đặc biệt. Anh sẽ nấu một cái món cũng đặc biệt luôn. Đó là món bò nhồi với lại trái bơ đút lò. Em sẽ ghi lại công thức và sau đó nấu bằng rau củ quả của anh Philip tặng. Và bây giờ cuộc chiến bắt đầu. Gọt bơ cho anh. Vâng. Cho anh tí muối vô. Ít dầu ăn nè. Để mình luộc cái rau củ.
Cái phần củ cải đường á thì mình cắt theo cái hình như thế này nè cho nó đẹp. Nước sôi ra em bỏ. Cái này mình luộc vừa chín tới nha Ngọc. Củ cải đường em cũng cho vô luôn. Đập cho anh ba cái trứng gà này ra đi. Anh Nhân coi nè, một tay vớt ha, một tay đánh trứng nè. Giỏi quá. Làm sao nè, biết được? Bơ chất lượng là nó phải xanh như vậy nè. Và bơ này là bơ Đắk Lắk. Thịt thăn bò mình đập ra như vậy nè. Lớn bản hơn một chút. Cái này em ướp cho anh ít bột tỏi. Phô mai này mình xé nó ra. Bây giờ bỏ vô anh vậy rồi ha anh? Bỏ vô vậy hả? Anh lên để nó khác nè. Ừ rồi. Để anh bỏ cái phần thịt bò này vô áp chảo. Em nghĩ là được rồi á anh Nhân hả? Đẹp rồi đó. Thịt bò em cũng chỉ muốn nó chín tới thôi anh nè. Để anh chuẩn bị cái bếp lò làm nóng trước. Phần rau củ quả này nè, anh bỏ vào bếp lò. Cho một tí bột tỏi. Không bỏ dầu anh à? Ừ, một ít thôi. Ở trong nó còn đỏ. Không sao. Nhưng mà gì mình cũng đã ăn được chứ anh? Mình ăn được rồi. Thịt bò rất là mềm, gia vị rất là vừa phải. Rồi phô mai nè. Sốt tiêu đen. Sốt tiêu đen. Một ít dầu nè, để cho nó không có bị khô á. Còn cái nền nước cốt cần tây. Nước cốt cần tây. Tỏi nè anh. Mình lấy nước cốt. Ủa lấy nước thôi hả? Ừ. Wow, cái này là phải rất là cẩn thận và tỉ mỉ luôn á. Không khéo nó sẽ bị vỡ ra. À, ụp nó lại nữa hả? Ừ. Anh Nhân ơi, trái bơ này giống như là cái cây thông Noel đó ha. Mình phủ cái bột lên này nè, giống như là tuyết vậy đó. Nhưng mà anh Nhân biết không, tuyết không có đâu Nhân ơi, chỉ có em bên cạnh anh thôi. Nè anh Nhân ơi, cũng đẹp lắm đúng không? Ừ, Nhi làm mà không đẹp sao được. Ừ, chính rồi á, tiêu đen. Nếu mà nham thạch á, chạy xuống nè, đó, chạy xuống. Rồi, tinh. Đây, với phần thử thách đầu tiên, anh Nhân đã làm ra món thăn bò nhồi quả bơ. Rất thơm, ngon và đặc sắc. Và kế tiếp, Ngọc, thử thách của Ngọc đó chính là phải làm ra món y chang như vậy. Sử dụng nguyên liệu y chang như vậy, nhưng nguyên liệu đó là đến từ Pháp của anh Philips. Ok. Mời em. Món ăn của em. Tuy á là trang trí nó không đẹp bằng anh Nhân, nhưng mà sau 3 tháng em theo anh Nhân học nấu ăn thì tay nghề của em cũng lên lắm đó. Chị ăn thử đi. Sao hả? Cái này có Nhân làm hả? Trời tôi biết mà, để túi cái nhà này sành ăn nhưng tụi tôi phải để túi thưởng thức chứ. Trời ơi, nhìn biết là Nhân làm trang trí rồi đó. Năm sao luôn á. Ngon phải không? Trời ơi, cái gì mà nhạt nhẽo vô vị. Rau củ thì yếu xìu à. Anh Nhân xuống này nghèo quá à. Chị buồn với anh nha. Dạo này tay nghèo của anh không được à. Không phải anh Nhân nấu đâu, là em nấu á. Em nấu hả? Ừ. Vậy em nấu thì đúng rồi. Dở là đúng rồi. Trời ơi, tưởng anh Nhân chứ. Em hiểu làm anh Nhân là vui quá à. Món anh Nhân đâu, đi đây em thử luôn cho. Sao lưng kìa anh Nhân ơi. À, nhìn cái dĩa này thấy đẹp hẳn rồi. Cái dĩa này hồi nãy tôi nhìn thấy là thấy đẹp rồi. Ai ngờ. Đó. Wow. Rồi cái màu sắc thôi nó cũng khác biệt so với cái trái bơ kia. Trời linh hương luôn á anh. Trời ơi. Kìa. Ngon thiệt hả? Đâu. Cho em ăn thử. Ăn thử đi Ngọc. Tươi và ngon quá à. Ngon quá nha, tuyệt vời. Ăn kỹ vô nha. Ăn xong chưa? Ngon không? Ngon
thiệt. Rồi được rồi, từ đây em ăn cái món của em thôi, còn được gì ăn của anh nha. Anh nhân ha. Ngọc à, em có công nhận rằng á là cái món ăn, cái nguyên liệu mà tươi ngon nó sẽ là góp phần cho cái món ăn đó ngon hơn không? Có công nhận với anh không? Công nhận. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ phải xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Người em yêu nhất, làm em ngây ngất, là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, thành vương quốc ngập tràn là nhan sắc.